Theo báo cáo vào chiều ngày 24 tháng 6, chuyến bay AIQ645 của Thái Air Asia đang lăn ra vị trí đầu đường băng 11R để chuẩn bị chạy đà cất cánh từ Hà Nội đi Bangkok, Thái Lan. Cùng thời điểm, kiếp trực không lưu cũng đang điều phối chuyến bay VJC943 vừa hạ cánh xuống đường băng 11L song song với 11R. Kiếp trực không lưu đã yêu cầu tổ bay AIQ645 dừng chờ huấn lệnh cất cánh, đồng thời cấp huấn lệnh cho chuyến VJC943 cắt qua đường băng 11R để sang đường lăn S8 đi vào sân đổ. Tuy nhiên, tổ bay của Thái Air Asia chỉ nhắc lại huấn lệnh bay mà không nhắc lại nội dung chờ huấn lệnh khởi hành. Kiếp trực không lưu cũng không phát hiện ra tổ bay bỏ sót huấn lệnh này. Hậu quả, tổ bay AIQ645 thực hiện chạy đà cất cánh trên đường băng 11R, trong lúc chuyến VJC943 cũng đang lăn cắt qua đường băng này. Đây là tình huống nguy hiểm. Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu dừng hoạt động điều hành bay của toàn bộ kiếp trực không lưu liên quan đến sự cố ngày 24 tháng 6. Ngày 5 tháng 7, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố bị can Nguyễn Xuân Cường, sinh năm 1976, ngụ quận Tân Phú, cùng 6 bị can khác về tội sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh và buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. Cùng bị truy tố với bị can Nguyễn Xuân Cường có Ao Vạn Hạnh, sinh năm 1997, trú tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cùng trú quận 8; Trương Thùy Trinh, sinh năm 1973, ngụ quận 8; Trương Phong Hào, sinh năm 1998, ngụ quận 8; Huỳnh Nhật Khoa, sinh năm 1998, ngụ quận 10; Phạm Quốc Quyền, sinh năm 1979, ngụ quận 10; và Đặng Văn Hóa, sinh năm 1982, ngụ tỉnh Đồng Nai. Trước đó, trưa ngày 13 tháng 12 năm 2022, Công an quận 8 kiểm tra bãi xe không số trên đường Cao Lỗ, phường 4 và phát hiện 10.000 lọ thuốc cùng nhiều dụng cụ được dùng để sản xuất thuốc giả các nhãn hiệu nổi tiếng. Cường khai thuê Hạnh, Hào và một số người khác sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh ở bãi xe trên và trả tiền công theo tháng. Còn Khoa Quyền khai là trao đổi, thỏa thuận mua bán thuốc với Cường qua mạng. Khoa biết Cường bán thuốc giả nên nhiều lần mua với tổng số tiền gần 1,4 tỷ đồng, còn Quyền mua thuốc giả của Cường với tổng số tiền gần 900 triệu đồng. Ngoài ra, Quyền khai còn mua thuốc giả của Hóa. Từ lời khai, công an đã ập vào căn nhà của Hóa ở tỉnh Đồng Nai và bắt giữ đối tượng này, thu giữ hơn 2.500 lọ thuốc các loại cùng dụng cụ sản xuất thuốc giả. Ngày 5 tháng 7, Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Long, 34 tuổi, trú xã Thọ Phước, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, vì liên quan tội thu thập, tàn trữ, mua bán công khai trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Tại cơ quan công an, Long khai nhận trước đây từng làm việc bên Campuchia nên biết được cách mua bán cho thuê tài khoản ngân hàng của các đối tượng rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc trên mạng. Đầu năm 2023, Long lên mạng xã hội, vào các hội nhóm tìm người để bán cho thuê tài khoản. Khi có được khách hàng, Long tìm bạn bè, người thân quen rủ rê, mời chào mở tài khoản theo yêu cầu của Long, sau đó bán hoặc cho thuê lại. Từ đầu năm 2023 đến nay, Huỳnh Văn Long đã mở, thu gom, mua bán, trao đổi hơn 60 tài khoản ngân hàng. Ngày 5 tháng 7, Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đang tạm giữ đối tượng T, 39 tuổi, ngụ xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em. T hiện là cán bộ của công ty cổ phần cao su Đồng Phú. Trước đó, trưa ngày 30 tháng 6, T mua bánh kẹo mang đến nhà của bé gái 11 tuổi, ngụ xã Thuận Phú, học sinh lớp 5, rồi cho bé ăn. Sau khi chơi đùa với bé một chút, T kéo bé vào nhà để thực hiện hành vi hiếp dâm. Tuy nhiên, trong lúc đang thực hiện hành vi, lợi dụng T sơ hở, bé đã chạy thoát ra ngoài rồi gọi báo cho gia đình biết. Hiện bé gái đã được công an và các cơ quan chức năng đưa đi giám định tại Trung tâm Giám định Pháp y tỉnh Bình Phước. Sáng ngày 5 tháng 7, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết đã triệu tập 4 thanh niên điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh trên quốc lộ 51 đoạn qua xã Long Đức, huyện Long Thành để lập hồ sơ xử lý. Trước đó, chiều ngày 4 tháng 7, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip 4 thanh niên điều khiển 2 xe mô tô chạy vào làn đường dành cho xe ô tô trên quốc lộ 51, đoạn qua xã Long Đức. Trong đó có 2 nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe chạy bằng một bánh, bốc đầu xe.
Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, Công an huyện Long Thành đã xác định và mời nhóm thanh niên trên về trụ sở làm việc, gồm Dương Hứa Hoàng Vân, sinh năm 2004, Nguyễn Văn Gia Kiệt, sinh năm 2007, Cù Thượng Hải, sinh năm 2007, cùng ngụ tại huyện Long Thành, và Nguyễn Trường Xuyên, sinh năm 2004, ngụ tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Tại cơ quan công an, các thanh niên trên đã thừa nhận những hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông. Ông Nguyễn Duy Tiễn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh cho biết, vụ cháy bùng lên lúc 12 giờ ngày 5 tháng 7 thuộc rừng Phi Lao, thôn Hà Thiệp. Theo ông Nguyễn Duy Tiễn, đám cháy bắt nguồn từ việc người dân tự ý đốt rác. Do trời nắng nóng, gió phơn Tây Nam thổi mạnh, ngọn lửa bén nhanh vào rừng Phi Lao và cháy lan ra vùng đất thao trường bắn của huyện Quảng Ninh. Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Hới và ven biển tỉnh Quảng Bình cùng chính quyền địa phương đã huy động nhiều lực lượng với hàng trăm người đến hiện trường dập lửa. Đến 15 giờ 50 phút, đám cháy đã được khống chế. Chiều ngày 5 tháng 7, ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ ba anh em cùng gia đình bị đuối nước. Theo đó, sáng cùng ngày, hai vợ chồng anh Tê, 40 tuổi, trú thôn An Phú, xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức, xuống khu vực sông Khang trên địa bàn xã để cào đại hến và ba người con đi theo chơi. Đến khoảng 11 giờ, những người cùng cào hến phát hiện ba người con của anh Tê bị đuối nước nên nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Nhưng cả ba cháu bé gồm hai trai, một gái, sinh vào các năm 2014, 2015, 2017 đều không qua khỏi. Hai vợ chồng anh Tê đều làm nông, hoàn cảnh rất khó khăn. Ngày 5 tháng 7, Bệnh viện chuyên khoa sản nhi Sóc Trăng cho biết đơn vị có tiếp nhận nữ bệnh nhân 48 tuổi, trú huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, nhập viện trong tình trạng đau vùng hạ vị lệch phải, đau quặn từng cơn, mức độ đau tăng dần kèm theo nôn ói. Ngay sau đó, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhân xơ tử cung to thoái hóa trong dây chằng rộng, dính phức tạp. Trải qua ca phẫu thuật kéo dài gần 2 giờ, ekip các bác sĩ đã thành công loại bỏ khối u xơ có trọng lượng gần 3kg ra khỏi bụng của người bệnh. Hiện bệnh nhân đã có thể ngồi dậy, vận động nhẹ tại chỗ và sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.